cuộn nhá. Đây, chúng ta sẽ dùng cái cuộn giấy này. Tại sao tôi nói là trò chơi xác ướp Ai Cập. Chúng ta đã nhìn thấy xác ướp của người Ai Cập bao giờ chưa? Thấy chưa? Vậy thì chúng ta ngày hôm nay sẽ thấy á. Vào buổi tối ngày nay chúng ta sẽ nhìn xem cái xác ướp này như thế nào. Và bây giờ chúng tôi muốn bạn nào bước lên phía trước. Trước mặt bạn nữa, xin mời ạ. Chúng ta bước lên. Vâng, chúng ta quay mặt vào nhau chút ạ. Đấy. Vâng, có tình cảm không ạ? Có tình cảm không các bạn ơi? Rất tình cảm không ạ? Vâng. Và bây giờ nhiệm vụ của bạn nữ sẽ như sau. Bạn nữ sẽ dùng cuộn giấy đa năng này cuốn làm sao cho một sắc ướp của mình hoàn hảo nhất, đẹp nhất, đáng yêu nhất, khéo léo nhất trong vòng thời gian là cho phép là 5 phút. Làm sao đội nào mà trước thời gian 5 phút này ai đẹp nhất, ấn tượng nhất và được sự bình chọn của tất cả các bạn khán giả cũng như bạn của chúng tôi, đội đấy sẽ là người giành phần thắng như là nhận phần quà. Những phần quà vô cùng giá trị đến từ công du lịch, thì du lịch sao Huyền cũng như là toàn trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyền. Tôi nói là tôi làm phần quà chúng tôi không nhận một có thể là tăng lên gấp 3 lần nào nếu như ấn tượng nhất đấy. Đấy. Và tất nhiên chúng ta sẽ ứng trước của chúng nhỉ. Và bây giờ các bạn đã hiểu luật chơi chưa? Các bạn đã hiểu luật chơi chưa? Các bạn khán giả đã hiểu luật chơi chưa? Hiểu chưa? Rồi. Bây giờ các bạn đã hiểu chưa nào? Vâng, nữa hỏi hiểu chưa? Vâng, các bạn hiểu rồi, các đội chơi hiểu chưa? Vâng, chúng tôi đã hiểu. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Rồi. Sẵn sàng chưa? Chúng tôi đã sẵn sàng rồi. Chúng ta hãy nghe thời gian. 3, 2, 1, bắt đầu.
nay đã quan sát của bạn của chúng tôi. Các sáng lớp bây giờ mỗi hình thù, mỗi phong cách của các bạn khác nhau rất là nhiều. Và bây giờ xin mời các sáng lớp chúng ta quay từ sau ạ. Vâng, quay từ từ thôi ạ. Các bạn đứng đằng sau, các bạn quay rất là nhẹ nhàng đấy. Và xin mời các bạn đứng đứng cạnh với sáng lớp của chúng ta. Xin mời các bạn đứng đứng cạnh sáng lớp của chúng ta. Và theo ban tổ chức chương trình game show đặc biệt trong buổi tối hôm nay, thì đội gần tôi nhất nằm bên phía tay trái toàn thể bạn. Đây là đội mang mã số báo danh 01. Và đây là đội mang mã số báo danh 02. Và đây là đội cuối cùng mang mã số báo danh 03. Vì vậy, xin mời toàn thể các bạn khán giả bên dưới, chúng ta hãy gửi tin nhắn về tổng đài 6748 để chúng ta bình chọn những cặp đôi đẹp nhất, thú vị nhất, ấn tượng nhất và nhanh nhất trong trò chơi xác lớp Ai Cập trong buổi tối hôm nay. Vâng, như vậy là bây giờ chúng ta đang được chiêm ngưỡng một xác lớp vô cùng ấn tượng. Đây là một xác lớp mang mã số danh 01. Và bây giờ chúng tôi muốn trò chuyện với bạn một chút. Bây giờ bạn cảm thấy thế nào khi mà mình tự nhiên được trở thành một cái xác lớp rất là ấn tượng thế này ạ? Ngại. Bạn cảm thấy ngại ạ? Thế bạn cảm thấy có run đứng trước các bạn nơi rất là xinh xắn này không? Không. Không run ạ? Thế bạn đã được đứng với bạn này nhiều lần chưa? Ôi trời, rất ngại. Thế bạn đã được đứng chúng tôi chưa? Chưa. Thế bây giờ bạn nếu như mà sau chương trình game show này thì bạn có nếu như có cơ hội bạn được đứng mưa với bạn ấy được tắm mưa thì bạn cảm thấy nào vậy? Khổ ạ, không biết bạn khổ ạ. Thế còn bạn nữ cảm thấy thế nào? Cười luôn. Vui ạ. À, bây giờ ngược lại với bạn nam rất là đẹp trai này thì bạn nữ cảm thấy vui nếu như có cơ hội đứng mưa. Như vậy là bạn nữ rất là vui tính chúng ta. Thế còn nếu như mà sau buổi này mà bạn được giải thì chúng ta sẽ làm gì? Đi ăn à? Vâng, hôm nay nếu bạn mới được giải bạn mới sẽ đi ăn. Thế nhưng bạn cảm thấy thế nào nếu như mà không được giải? Không sao ạ. À vâng, không sao. Vâng, chúng ta vừa trò chuyện với cặp đôi mang số mã số danh 01. Còn bây giờ chúng tôi xin trò chuyện một chút mã số danh 02. Vâng, bạn cảm thấy nào là thấy nóng bức hay là khó chịu với sáng lớp của mình? Có rất khó thở. À, rất khó thở. Thế thì tôi muốn cho thính không khí bạn ở đấy ạ. Có vẻ thoải mái hơn. Thế còn bạn được bạn nữ cuốn thì bạn có sướng không? Không là thầm. Có sướng à? Không thấy thích à? Vâng, thế bạn cảm thấy tại sao tôi đứng cạnh bạn và bạn thấy run run thế này nhỉ? Sao mà run đấy nhỉ? Nóng quá, à nóng quá. Chứ không phải do đứng cạnh bạn nữ rất là xinh xắn mà tóc trông rất là cá tính này. Không. À không. Vâng, thế còn bạn nữ cảm thấy thế nào khi mà được cuốn như một bạn nam trông rất là cá tính trong buổi tối ngày hôm nay? Bạn cảm thấy có vui không? Chóng mặt. À, cảm thấy chóng mặt. Có lẽ là không phải là do đi vòng quanh để mà cuốn mà chóng mặt, mà có lẽ đứng cạnh bạn lên cho nên là cảm thấy là lòng hồi xúc động nên là hơi chóng mặt. Các bạn cảm thấy thế không ạ? Vâng, không đúng không ạ? Bây giờ nếu như mà chúng ta bình chọn cho các bạn là tôi mà thắng cuộc thì bạn cảm thấy vui không ạ? À vui. Vâng, rất cảm ơn mai số mã số báo danh 02. Còn bây giờ đây là cặp đôi mà chúng tôi nhìn thấy theo tôi là ấn tượng. Bạn có một cái xác ướp lúc đầu tiên là bạn thế này ạ. Và không biết là lát nữa cảm có thấy cô thế này không ạ? Vâng, đây là cặp đôi mà khá là ấn tượng. Bạn nam rất là đẹp trai buổi tối hôm nay. Bạn nam vô cùng cao to, rất là xinh gái. Vâng, bạn nam cảm thấy thế nào khi mà tôi nhìn thấy cái xác ướp mình chỗ thì giống như kiểu là cái tà áo thứ thân này. Vâng, bạn cảm thấy vui không ạ? Vui. À vâng, rất vui. Tất nhiên tôi cũng thấy vui nhất. Nếu như tôi được những cái xinh xắn này tôi cũng vui hơn. Vui hơn bạn rất nhiều. Và bây giờ nếu như mà khán giả bình chọn là cặp đôi mà xuất sắc nhất mà ấn tượng nhất thì bạn cảm thấy sướng không ạ? Hòm hòm. À đúng, hòm hòm nữa ạ. Bạn cảm thấy hòm hòm. Vâng, tôi cảm thấy là quá sung sướng, rất là hòm hòm. Và bạn cũng cảm thấy nếu như mà trong thời gian tới nữa, nếu như có cơ hội được đứng cạnh bạn nam rất là xinh trai thế này thì bạn cảm thấy thế nào? Ôi trời ơi, bây giờ bạn ấy bảo là bây giờ nếu như đứng cạnh bạn nam trong thời gian dài dài bạn cảm thấy bình thường. Vâng, nếu như mà sau một buổi hôm nay ngày mai bạn nam một người bạn đi ăn kem hay là có một cuộc hẹn hò thì bạn cảm thấy thế nào, hay là có những cái giờ phút gọi là trao đổi nhau trong học tập thì bạn cảm thấy thế nào? Việt Nam vào tối ngày mai. Chính vậy các bạn đừng quên bấm
tập TV nhà mình lên để xem lại cái chương trình này. Và những phóng viên, những nhiếp ảnh gia chúng tôi đang có mặt khắp mọi nơi trong khu vực du lịch Đầm Long này. Và bây giờ chúng tôi xin hỏi đội mã mã số báo danh 01 các bạn cảm thấy thế nào ạ? Ai đồng ý giơ tay cho xem ạ? Vâng, nguyên cái góc này tôi thấy là khá là nhiều bạn đồng ý rồi. Những cái tà áo tứ thân, những cái quần áo, những cái bộ trang phục của những cái nữ diễn viên của quan họ Bắc Ninh đang dần dần trôi ra từ cái sắc lớp này. Còn cặp đôi mã số báo danh 02, các bạn nào bình chọn giơ tay cho xem ạ? Vâng, khá đông, đông hơn bên kia một chút. Còn cặp đôi mang mã số báo danh 03 bây giờ cảm thấy như thế nào? Như vậy là tiếng rô hò to hơn và những tiếng vỗ tay cũng to hơn. Vâng, như vậy là những ý kiến đánh giá của tất cả bạn khán giả chúng ta đã xong. Còn bây giờ chúng tôi muốn đưa ra một ý kiến quyết định của ban tổ chức cũng như là ban giám khảo trong buổi tối hôm nay trong chương trình game show. Và một lần nữa chúng tôi xin vui mừng, xin kính mời cô Hà, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyền. Chúng ta có thể bước lên sân khấu để đánh giá một tiết mục vô cùng ấn tượng và thú vị này ạ. Vâng, một lần nữa xin mời cô Hà. Mang lại huy chương vàng đội tuyển mang số 3.